Chào bé. Bé ơi, bây giờ chúng mình cùng học bài nhé. Đây là con gì? Con ngan. Con ngan. Con ngan kêu thế nào? Có mấy con ngan ở đây? Có 1, 2, 3 con ngan ở đây. Con ngan đang làm gì? Nó đang ăn. Con ngan đang ăn cái gì? Nó đang ăn hạt thóc. Bây giờ bé hãy chỉ xem đâu là con ngan nhé. Con công. Con công. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con chó. Con chó.